Xin biến chào cô chú anh chị em các bạn nhé. Hiện tại em đang ngồi khu này là khu ngồi nghỉ để ăn với uống ở trong Chinook Mall. Chinook Mall là một trong những cái mall lớn nhất của mall mua sắm lớn nhất của cả của Calgary nơi em sinh sống ạ. Mọi người đến đây mua đồ ăn rồi ra bàn ngồi ăn ạ. Rất là sạch sẽ và lịch sự ạ. Cái chỗ em ngồi đây là view rất đẹp, nhìn ra ngoài đường. Xe ô tô họ đang đỗ đèn đỏ, con cứ ngồi ăn bình thường đi. Nào là trà sữa, à cái gì? Chung cha. Cha ở bên này gọi là không cha, ở Việt Nam gọi là trà sữa chân châu. Hãng công trà, ở đây là công trà, mình chả biết mình cứ gọi nó là công trà. Coffee Starbucks đây. Đây trà sữa đây, ngồi ăn ăn uống này. Sạch sẽ, khu này là khu ẩm thực ạ, khu ăn uống ạ, còn khu mua sắm thì nó lại ở phía bên đằng sau một cái khu này ạ. Đây đồ ăn đồ uống họ bày đây ạ. Sạch sẽ. Ở bên này có một quầy bên này, hôm nay họ đóng cửa. Mình có thể mua ở bất kỳ một quầy nào đó rồi mình tìm chỗ nào hợp lý mình ngồi mình ăn thôi, chứ không cứ cứ là mua ở đâu là phải ngồi ở đấy. Đây, tốn tiền lắm, tốn kém lắm. Cứ mỗi lần đi shopping thì tiền shopping đã đành rồi còn tiền ăn nữa. Gian rất là đẹp luôn, cao ráo, thoáng mát, sạch sẽ. Đây chỉ gọi là một góc thôi đấy, một góc khu ẩm thực đây đấy, còn nó rộng lắm luôn. Mình sẽ đi cho các bạn xem. Bên này là cái khu bán nước Starbucks này. Đây, một dãy dài đây. Rộng lắm mà mình lười đi. Nãy đi mua sắm đã đi quá nhiều rồi, bây giờ lười đi. Đấy, ba bố con nhà hắn đây. Ôi giời. Vậy nha, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nha.